Thành lập năm 1988, trường Đại học Công nghệ Sydney là trường đại học dưới 50 tuổi số 1 nước Úc, thuộc top 200 thế giới. Dù có tuổi đời khá trẻ, song UTS đã nhanh chóng xây dựng được danh tiếng quốc tế vì sự vượt trội trong hoạt động giảng dạy và chiến lược phát triển tập trung vào các ngành công nghệ đang có nhu cầu nhân lực cao. UTS hiện có hơn 130 chương trình đào tạo bậc đại học và hơn 180 chương trình sau đại học, thu hút hơn 30.000 sinh viên đến từ 115 quốc gia theo học. Các chương trình đào tạo kỹ sư của UTS được Hiệp hội Kỹ sư Úc kiểm định và công nhận. Sinh viên tốt nghiệp UTS sẽ được gia nhập hội kỹ sư này. Tọa lạc tại trung tâm thành phố Sydney sôi động, UTS là nơi lý tưởng dành cho những sinh viên dám tư duy khác biệt. Trường vừa đầu tư hơn 1 tỷ đô la Úc để xây dựng khu học xá hiện đại bậc nhất Sydney. UTS chú trọng đào tạo kết hợp ứng dụng thực tiễn, mạng lưới doanh nghiệp đối tác của trường chiếm hơn 70% ngành công nghiệp sáng tạo và kỹ thuật số tại Sydney. UTS còn nổi tiếng về nền giáo dục sáng tạo và phương pháp tiếp cận thực tế để học tập, như vậy trường có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao hàng đầu tại Úc. Trường hiện là đối tác của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh trong chương trình liên kết quốc tế ngành kỹ thuật cơ điện tử và công nghệ thông tin. Sinh viên học 2 năm đầu tại Bách khoa, 2 năm cuối tại UTS, 100% bằng tiếng Anh, bằng kỹ sư do UTS cấp. Trường Đại học Công nghệ Sydney, đại học trẻ số 1 nước Úc.